được quý đạo tri ân thầy và xin được cảm niệm ơn đức của thầy đã thông qua hải đường xa xa xôi để tới nơi này, đến nước này và đi dạy dỗ cho con. Thưa thầy, tất cả các cô chú bác cùng các anh chị em trong ban tổ chức chúng con xin được một lần nữa tri ân thầy và cảm niệm công đức của thầy đã từ bi dạy dỗ cho chúng con trên bước đường tu học Phật pháp. Thưa thầy, con xin đại diện cho ban tổ chức kính lại thầy ba lại để cúng dường. Chúng ta còn một ít thời gian để sinh hoạt. Tiếp theo đây, con xin kính mời sư cô